Người Nga xúc động khi thấy video Việt Nam thoát nghèo thần tốc sau 40 năm hết chiến tranh. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, chúng ta đã nhắc nhiều đến mối quan hệ anh em thân thiết giữa Nga và Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ qua. Quả là người Việt Nam không bao giờ quên những gì mà nước Nga vĩ đại đã làm để giúp đỡ Việt Nam vượt qua dông bão chiến tranh và gây dựng đất nước giàu mạnh như ngày hôm nay. Có bao giờ các bạn tự hỏi chính quyền nhà nước Liên Xô trước kia và Nga bây giờ rất quan tâm đến Việt Nam, vậy còn người dân Nga thì sao? Họ có quan tâm đến chúng ta không? Câu trả lời là có các bạn ạ. Thậm chí là còn rất quan tâm là đằng khác. Thời gian gần đây, truyền thông nước Nga có nhiều bài viết và video để phân tích và ca ngợi sự phát triển thần tốc của Việt Nam chỉ sau gần 40 năm đổi mới. Đa số truyền thông Nga đều dùng một thái độ hào hứng và vui vẻ khi nói về Việt Nam, càng xem càng thấy sung sướng và hạnh phúc các bạn ạ. Thậm chí cộng đồng mạng Nga còn không giấu nổi niềm tự hào và hạnh phúc khi được tận mắt chứng kiến người bạn Việt Nam thân thiết đi từ đống đổ nát, vươn mình thành một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới với các tòa nhà chọc trời hiện nay. Về cụ thể, truyền thông Nga nói gì và người dân Nga phản ứng thế nào trước sự chuyển mình đầy kinh ngạc của Việt Nam? Hãy xem hết video ngày hôm nay để cùng cảm nhận những điều tuyệt vời mà người dân Nga đã dành cho Việt Nam các bạn nhé! Các bạn thân mến, năm 2023 được coi là một năm bùng nổ của Việt Nam khi nước ta liên tục có những dấu ấn ngoại giao đi vào lịch sử. Chưa hết, nền kinh tế Việt Nam đã cơ bản vượt cơn gió ngược của kinh tế thế giới, cả dân tộc nắm chắc tay nhau vượt qua những cơn khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực một cách khó tin. 40 năm qua, Việt Nam đã đi lên từ đáy bùn đen để bây giờ đã ở một diện mạo mới mà có lẽ hiếm một quốc gia nào trên thế giới có tốc độ phát triển chóng mặt như vậy. Chứng kiến màn lột xác thần tốc của Việt Nam, mới đây, một kênh chia sẻ video rất nổi tiếng của Nga đã đăng tải một video với tiêu đề Việt Nam đã thoát nghèo như thế nào? Kênh này đã nói như sau. Ít người sẽ nhận thấy rằng thế kỷ 20 hóa ra lại rất căng thẳng đối với lịch sử của một đất nước như Việt Nam. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, nhưng ngày nay, nền kinh tế của Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Vậy Việt Nam đã làm cách nào để thoát khỏi cảnh tàn phá, nghèo đói? Và bí quyết của tình trạng này là gì? Vậy Việt Nam có thể được gọi là hòn ngọc Đông Nam Á trong thế kỷ 21? Người Việt Nam đã làm thế nào để vượt qua mọi khó khăn và đi theo con đường phát triển? Xuyên suốt video, tác giả đã kể lại hành trình Việt Nam đi từ nghèo đói, cấm vận cho đến sự văn minh, hiện đại khó tin như hiện nay. Chứng kiến Việt Nam bây giờ hiện đại hơn xưa nhiều quá, người dân Nga liên tục gửi những bình luận chúc mừng cho chúng ta. Hãy cùng xem họ đã nói gì nhé! Người Việt Nam là một dân tộc hùng mạnh, họ đã đánh đuổi ba đế quốc ra khỏi đất nước mình và phải trả giá đắt để bảo vệ nền độc lập của mình, thật đáng được tôn trọng. Tôi rất mong một ngày được thấy một Việt Nam đứng đầu ở khu vực Đông Nam Á của họ. Tôi chỉ có thể nói một điều làm tốt lắm, người anh em Việt Nam. Thật đáng tiếc khi họ đã hợp tác với Mỹ, nhưng hình như đó chỉ là về kinh tế. Họ vẫn mua vũ khí của chúng ta và vẫn ủng hộ chúng ta trên mọi mặt trận. Điều này thật tốt, chúc mừng Việt Nam. Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm ngoái, thật tuyệt vời. Tôi yêu Việt Nam bằng cả trái tim. Đối với những khuôn mặt tươi cười giản dị, tập thể dục với người dân địa phương ở trên bãi biển, rừng rậm và biển. Nói chung, đây là kỳ nghỉ tuyệt vời nhất của tôi, mặc dù tôi đã đến rất nhiều nơi. Đất nước và con người thật tuyệt. Khi biết tôi là người Nga, họ đã vô cùng phấn khích, cảm giác đó thật tuyệt. Ở Việt Nam tôi rất ấn tượng trước lòng tốt và sự giản dị của người dân, thái độ rất tốt đối với người Nga. Như thể tôi đã quay về quá khứ, về Liên Xô vào thời điểm đẹp nhất. Các em học sinh thân thiện, cười chân thành và không ác ý. Gia đình vững mạnh, cả bố lẫn mẹ đều rất yêu thương con cái, rất quan tâm đến con cái. Đã có một thời gian tuyệt vời ở trên biển, Việt Nam bây giờ thực sự đang phát triển mạnh mẽ. Tôi sẽ nhớ mãi đất nước này. Làm tốt lắm Việt Nam. Ngày xưa có rất nhiều người trong số họ đang học ở thành phố của tôi và tôi cũng đã được về Việt Nam thăm họ. Cảm giác tôi không còn là người nước ngoài khi ở đó. Họ đón tiếp tôi còn nhiệt tình hơn cả con cái của họ, thật là một kỷ niệm đẹp. Cảm ơn bạn vì video thông tin đơn giản và thú vị. Chúc mừng người bạn Việt Nam đã có những bước phát triển mới, cố lên nhé, người anh em của chúng tôi. Thật tiếc cho những người Việt Nam hy sinh quá, người dân nơi đây là những người kết men, nhưng họ đã giáng cho Hoa Kỳ một cái tát để khiến cho nhiều thế hệ nhớ đến, xin Chúa phù hộ cho Việt Nam. Với tất cả những gì tôi đã nói, tôi có thể nói thêm rằng tôi đã quan sát quá trình huấn luyện của quân đội Việt Nam. Chúng tôi lái xe ngang qua một cánh đồng xanh rộng lớn, đột nhiên cánh đồng bắt đầu rung chuyển và chạy nhanh. Một đất nước nhỏ bé như vậy
lại có một đội quân hàng triệu người được huấn luyện bài bản, thật đáng khâm phục. Năm sinh của tôi là 1958, vì vậy tôi hy vọng có thể thấy rõ rằng tôi luôn đối xử với người dân Việt Nam bằng sự cảm thông và tôn trọng sâu sắc. Ồ, đầu tiên họ tấn công chính Hoa Kỳ, sau đó là Trung Quốc, khi gã khổng lồ này đang cố gắng dạy cho họ một bài học. Tôi đến Việt Nam với tư cách là khách du lịch lần đầu tiên vào khoảng năm 2014 và đã đến đất nước này 3 lần hay 4 lần, tôi không nhớ nữa. Phần lớn tôi đến Nha Trang nhưng cũng đến thăm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tôi ngạc nhiên vì mỗi lần tôi đến, đất nước này lại đổi thay hơn rất nhiều, thật tuyệt. Tôi cười sảng khoái khi xem video này, tôi sống ở Việt Nam. Tôi thực sự thích nó, Việt Nam bây giờ đã phát triển hơn rất nhiều. Ở Việt Nam, tôi thích việc họ đứng lên vì nhau và nếu có bất cứ điều gì, họ có thể đứng lên vì lợi ích của mình sở hữu. Họ rất thân thiện, họ ăn trưa hoặc ăn tối với hàng xóm. Nếu được bảo làm cái này thì họ cùng nhau làm mọi thứ, chứ không như người vào rừng kiếm củi. Thật vui sướng và hãnh diện khi lắng nghe những chia sẻ của những người bạn Nga. Hơn ai hết chúng ta hiểu rằng với người Việt Nam thì Nga luôn luôn là người bạn tốt, không có bạn thì sẽ không có chúng tôi. Có thể thấy Việt Nam ta đang vươn lên từng ngày một cách quá thần kỳ. Từ chỗ bị cô lập, đến nay ta đã thiết lập mối quan hệ với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ chỗ đói ăn trước đổi mới mà trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Những kỳ tích này được tóm lược trong 3 giai đoạn. Giai đoạn 10 năm đầu của sự nghiệp đổi mới là phá được thế bao vây, cấm vận, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng. 10 năm tiếp theo là mở rộng quan hệ và hội nhập kinh tế quốc tế. Từ năm 2011 đến nay, chủ động đưa quan hệ đi vào chiều sâu và hội nhập quốc tế toàn diện. Nga không chỉ quan tâm đến kinh tế, xã hội thôi đâu, mà truyền thông Nga cũng cực kỳ ngỡ ngàng và choáng ngợp khi thấy Việt Nam hoàn toàn lột xác, phát triển thần tốc trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Họ phấn khởi vì cuối cùng, người anh em mình đã tốn bao công hỗ trợ, cuối cùng cũng đã trưởng thành, đứng vững vàng trên đôi chân của mình, hiên ngang bảo vệ đất nước mà không phải e dè hay nhờ cậy ai. Thể hiện niềm hân hoan ấy, trang Sputnik hay tờ TASS của Nga đồng loạt đưa tin những lần Việt Nam có dấu ấn về quốc phòng. Chẳng hạn như triển lãm quốc phòng quốc tế, rồi những lần Việt Nam sở hữu công nghệ vũ khí, hay khi Việt Nam thử nghiệm hệ thống tên lửa chống hạm bờ biển, trang bị tên lửa hành trình, báo Nga đều theo sát đưa tin. Không chỉ báo Nga mà ngay cả Thủ tướng Putin mới đây cũng đã đứng trước các nguyên thủ các quốc gia khác mà dùng giọng điệu đanh thép và đầy cương nghị để khẳng định rằng không một đế quốc nào có thể đánh bại Việt Nam. Chi tiết lời phát biểu của ông các bạn có thể xem ở trên video có tiêu đề Putin khiến cả thế giới chấn động khi tuyên bố điều này về Việt Nam trước toàn thế giới mới được phát hành trên kênh. Có thể nói, nhờ sự giúp đỡ không biết mệt mỏi từ chính quyền và người dân Nga cùng với sự thông minh sáng tạo của Đảng và Nhà nước, Việt Nam ta đang ngày càng vững mạnh, ngày càng khẳng định mình trên trường quốc tế. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.